gửi đến mọi người một trò thật cực kỳ hay liên quan đến bài. Và bây giờ mình sẽ biểu diễn trước, sau đó chúng ta sẽ đến phần hướng dẫn sau. Đây thì trên tay mình đây đang là một bộ Chrome Deck. Thì bộ bài này nếu có thời gian á, mình sẽ review cho các bạn sau. Bộ bài này một bài cực kỳ rẻ và hiệu ứng nó đem lại khá là tốt các bạn ạ. Đây, mình sẽ để bộ bài sang bên ha. Học bài sang bên. Đây. Ha các bạn. Mình sẽ xào bài lên trước cho khán giả đỡ nghi ngờ ha. Okay. Rồi. Bay bắt đầu nào. Đó. Ha. Đây, phải cho khán giả kiểm tra luôn cái bộ bài này xem có gì đáng nghi không. Đó, các bạn này. Đó, thấy không? Một bài bình thường. Rồi, sau đó mình sẽ cho khán giả chọn một lá bài bất kỳ ở giữa phần bài này các bạn này. Khán giả chỉ một lá bất kỳ nhá. Ví dụ khán giả chỉ lá này đi ha. Lá dô thôi các bạn. Đó. Sau đó mình sẽ cho lá dô vào giữa này. Đập phần bài này xuống và cháo lên như này. Đó. Các bạn thấy không? Thì bây giờ cái lá dô khán giả ấy nó sẽ ở giữa cái phần bài như này ha. Rồi, thì tay mình không có gì cả. Và mình sẽ bảo khán giả nhìn chú ý cho mình nhá. Và tay mình sẽ vuốt nhẹ một cái này. Đó. Bây giờ toàn bộ của bài biến thành màu xanh các bạn ạ. Toàn bộ luôn. Thì chỉ có duy nhất một lá bài là màu đỏ. Đó, mình sẽ mở cho các bạn xem luôn nhá. Đây. Đó, các bạn thấy không? Có duy nhất là lá màu đỏ. Bây giờ mình sẽ hỏi khán giả rằng lá bài khán giả là lá nào. Khán giả sẽ bảo là lấy khán giả chọn lá azo. Và mình mở lá đỏ lên. Đó là lá azo. Khán giả chọn. Và toàn bộ bài biến thành màu xanh nhá các bạn. Đó, đây là toàn bộ luôn nhá. Cả mặt trước cả mặt sau luôn này. Không có gì đặc biệt cả. Đó. Chỉ có duy nhất một lá bài khán giả chọn là lá màu đỏ. Và bây giờ mình sẽ cầm lá màu đỏ này, mình sẽ lướt nhẹ vào đây một cái. Lập tức lá dô biến thành màu xanh. Đó. Và bây giờ toàn bộ bài màu xanh hết các bạn. Không hề có một lá đỏ nào ở đây. Đó. Bộ bài. Đây là phần hướng dẫn các bạn. Thì bây giờ mình sẽ nói qua về cái bộ Chrome Deck này. Thực ra khi các bạn mà mua một bộ Chrome Deck xanh hoặc đỏ ấy, thì chúng ta sẽ được một lá, đó là lá hai mặt như này các bạn ạ. Đó. Người ta sẽ cho chúng ta một lá hai mặt, một màu xanh, một màu đỏ nhé các bạn. Bộ bài Chrome Deck này hình như có 3 phiên bản. Một bộ màu xanh lá cây, một bộ màu đỏ, một bộ màu xanh nước biển. Thì các bạn lên mua là bộ màu xanh nước biển hoặc là màu đỏ. Chúng ta sẽ có hai lá như này. Đó. Thì mình đang sở hữu hai bộ các bạn. Mình đang sở hữu cả hai bộ xanh và đỏ. Đâm ra mình đã có một cái lá này. Đó. Và một cái hộp này luôn. Đó. Thì mình khuyên các bạn là nên mua một cái set Chrome Deck hoặc là các bạn mua những cái lá hai mặt của những bộ bài khác các bạn. Thì chúng ta đều có thể làm được. Đây. Mình sẽ bỏ cái phần này qua bên nhá. Bộ bài này chúng ta chỉ là đánh lừa thị giác khán giả thôi. Khi mà chúng ta cho vào đây á, lần đầu tiên này, nó set up thì chúng ta lấy lá bài xanh đỏ này, chúng ta đặt lên đầu. Đó. Và các bạn, mình có một cái lưu ý đấy, các bạn nên nhớ lá bài cuối cùng này. Đó. Sau các bạn cho đến đây. Tức là lá bài sau cái lá bài hai mặt đấy các bạn. Đây, lá dô nhá. Đã cho vào bài như này. Đây, đây là công đoạn mà chúng ta chỉ đánh lừa thị giác khán giả thôi. Khán giả sẽ nghĩ là ở bộ bài là màu đỏ, thực ra nó là màu xanh. Đây. Xong phần set up, giờ chúng ta sẽ biểu diễn. Đây thì đầu tiên lấy bộ bài ra nha các bạn lấy cẩn thận nhé, để cho nhỡ may nó bị hé lộ ra sẽ bị lộ đó, cho nên các bạn lấy cẩn thận, bạn đặt xuống như này đó, đóng lại. Thì bây giờ khán giả nhìn ấy, khán giả sẽ nghĩ là à bộ bài này màu đỏ, thực ra là bộ bài xanh, toàn bộ màu xanh á, chỉ có một lá này đỏ thôi. Đó. Rồi chúng ta cầm tay như này và chúng ta làm một động tác cháo bài giả, không phải là cháo bài giả mà là cháo cái phần trên này các bạn này. Các bạn cháo phần trên là như này. Đó. Và giữ nguyên cái phần đáy như này. Đó, các bạn chỉ lấy hai bàn tay này các bạn lướt phần trên thôi. Đó. Các bạn lướt thu phần trên như này các bạn ạ. Đó. Và khi mà nhanh nó như này. Đó. Nhìn thì giống cháo thật nhưng thực ra là vẫn giữ nguyên. Sau khi cháo xong, chúng ta sẽ cho khán giả xem bài bằng động tác như này. Cháo một phần này, hai phần này. Chúng ta cầm này, chúng ta giơ lên như này. Giơ mặt sau như này các bạn. Đó, để khán giả nghĩ rằng à chúng ta cháo bài ninh tinh này và vẫn giữ nguyên mặt sau. À mà đảo cả mặt sau mặt trước các bạn. Khán giả sẽ nghĩ là chúng ta đảo cả mặt sau mặt trước như này này. Đó. Khán giả sẽ nghĩ là cả mặt sau cả mặt trước đều là những lá khác nhau. Đó. Đó, được không? Đóng lại như này, mở ra.
Đó, thì khi chúng ta cháo xong một phần như này, chúng ta cho xuống cuối như này. Đó, để cái phần lá bài này vẫn giữ nguyên ở cuối cùng như này. Đó, là xong công đoạn cho khán giả xem những lá bài như này. Rồi, bây giờ là động tác quan trọng này. Xong, sau khi cho khán giả check xong phần mặt sau như này, chúng ta đặt xuống dưới như này, chúng ta ẩn vô. Và sau đó chúng ta sẽ mở từng lá bài này ra cho khán giả xem từng lá bài. Và chúng ta cố ý chúng ta đẩy gần xuống cuối như này các bạn này. Khi gần đến lá Azo, đến Azo nha các bạn, chúng ta đặt ngón tay út vào đây như này. Đó, xong chúng ta thu lại bình thường như này. Thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái dấu như này các bạn này. Đó, chúng ta có một cái dấu lá Azo và lá hai mặt. Đó, như này. Đó, sau đó chúng ta xòe bài ra. Chúng ta cho khán giả chọn một lá bất kỳ, lá nào cũng được nhé, ví dụ là lá 8 tép đi ha. Chúng ta thu lại như này, chúng ta cầm trên đầu như này. Sau đó chúng ta có một động tác, đó chính là rút toàn bộ cái bộ bài này và giữ nguyên cái lá 8 tép trên cùng, đẩn ở xuống cuối như này. Các bạn đánh dấu này, lá hai lá Azo và lá hai mặt này, ngón tay này, phần bài này và lá 8 tép. Chúng ta đặt ngón tay lên đây, chúng ta rút, rút này các bạn này, rút toàn bộ bài đi. Đó, còn lại ba lá 8 tép và phần bài chúng ta đánh dấu, chúng ta thả đấy ra như nào. Đó, thì lập tức bây giờ trên tay mình còn lại là lá hai mặt, lá Azo và lá 8 tép. Đó, nhưng mình sẽ làm lại nhé. Đây, chúng ta mở bài cho các bạn xem này. Và chúng ta thấy lá Azo đúng không, chúng ta thu lại, chúng ta đánh dấu như này, chúng ta thu lại như này. Đó, và chúng ta cho là chọn một lá bất kỳ, ví dụ lá 7 rô đi ha, như này. Sau đó chúng ta làm động tác là rút toàn bộ phần bài đi như này, để lại lá 7 rô và phần chúng ta đánh dấu là Azo và lá hai mặt. Đó, chúng ta thu lại như này. Chúng ta nhanh tay, chúng ta đập đập phần này xuống, đập phần bài xuống, thì khán giả sẽ nghĩ rằng chúng ta cho cái lá bài này vào giữa, các bạn hiểu không? Đó, thực ra cho ở cuối. Đó, bây giờ lá 7 rô nó sẽ ở vị trí thứ 3. Đó, ok. Giờ chúng ta rút phần giữa, chúng ta cháo giả vờ. Rút phần giữa này các bạn này, chúng ta ráo giả vờ lên. Đó, và bảo khán giả rằng bây giờ lá 7 rô của bạn ấy nó đang ở giữa. Và bây giờ chúng ta sẽ lật cái phần sau lên, thì bây giờ là hai mặt này các bạn này. Đó, và chúng ta làm động tác cháo bài như hôm bữa mình đã dạy trong cái clip video kỹ thuật cơ bản này các bạn này. Đó, mình sẽ hướng dẫn rồi, để các bạn có thể các bạn xem lại. Đây, kỹ thuật là như này. Đẩy một lá bài lên, lấy cái phần này, thu một lá bài này xuống như này, bọn đẩy ngược lên như này. Đó, các bạn thấy không? Đây nha, mình sẽ làm lại này. Đây, đẩy nó lên này, lấy cái phần này, thu xuống như này, giữ một lá bài ở đây. Đó, và đẩy ngược lên như này. Thì bây giờ cái lá bài nó sẽ đổi màu các bạn. Đó, như này. Lại nhá. Bây giờ chúng ta đang cháo phần lá trên xuống lá dưới, thì cái lá Azo này này là lá thứ hai từ dưới lên đúng không? Nó sẽ bị đẩn lên đầu như này. Và bây giờ chúng ta sẽ có lá hai mặt và lá 7 rô khán giả chọn ở cùng nhau. Đó, lại nhá. Đây, đảo đảo lên như này. Đó, đảo lên đầu. Đó, ok. Sau khi đảo lên đầu, chúng ta bảo là bây giờ lá bài của toàn bộ bài của chúng ta đã biến thành màu xanh, không còn là bộ bài màu đỏ nữa. Đó, như kiểu bạn có thể xem ở trong cái clip mình biểu diễn từ đầu video các bạn. Đó, lướt nhanh như này. Đó, biến mất. Rồi, sau khi như này chúng ta cho khán giả xem này, toàn bộ bài với màu xanh. Sau đó chúng ta làm động tác là gì? Lá bài màu đỏ nhá. Chúng ta cắt bài phần bài này giữa nó ra này. Chúng ta đập vào giữa như này. Mục đích là để cho cái lá đỏ này này nó ở giữa phần bài các bạn. Thấy nhá. Nếu mà như này nó đang ở đầu đúng không? Chúng ta cắt một phần như này, swing cut một phần như này. Chúng ta cho vào giữa, đập lên như này. Đó. Thì bây giờ lá bài đỏ nó đang ở giữa như này ha. Lá bài đỏ này xong đến lá 7 rô khán giả. Đó. Ok, rồi sau đó chúng ta sẽ mở bài ra như này. Và chúng ta đánh dấu hai, nhặt hai lá cùng lúc lên như này các bạn này. Đó, hai lá 7 rô và lá hai mặt. Đó, chúng ta đánh dấu như này. Hai lá nhé các bạn. Và chúng ta lật lên thì hiển nhiên bây giờ ấy, khán giả sẽ nghĩ rằng lá đỏ này chúng ta lật lên như này đúng không? Thì cái lá hai mặt này nó làm cái động tác là làm giống cái màu xanh này ở đây. Anh em mình sẽ làm lại này. Đánh lừa thị giác các bạn à. Đây là màu đỏ nhá, hai mặt này, là khán giả chọn này. Đó, khi mà lật một lúc hai lá lên này như này đúng không, thì
Đó, bạn thấy không? Nếu mà bây giờ mình sẽ làm lại cho bạn nhìn nhé. Hai lá đúng không? Hai lá này lật lên như này. Đó, bạn thấy giống không? Bạn thấy giống không? Đấy nhá. Thực ra là hai mặt này nó hòa quyện với cái lá, cái phần bài trên tay này. Các bạn hiểu hình dung không? Tại vì đó là lý do tại sao mà chúng ta cần lá hai mặt và cùng màu. Đó, đây, hai lá này chúng ta lật lên này, cùng lúc chúng ta đưa ra ngoài. Đó, thì giống như là chúng ta đang lật lá đỏ là màu là lá bảy rô, thực ra là chúng ta lật hai lá. Và cái phần này ấy, nó úp như này, đâm ra khán giả không biết. Đó, đây, bảy rô chúng ta cho ở dưới như này. Lấy cái phần này các bạn, đặt lên trên đầu bộ bài. Đó, sau đó cho khán giả kiểm tra thoải mái. Đây, đó, đây, tại vì nó đang ở dưới cuối mà các bạn. Các bạn chỉ cần không lộ dưới cuối là ok. Và sau đó chúng ta làm động tác như là gì? Thực ra lá bảy rô là lá xanh từ đầu đến cuối. Lá đỏ chúng ta đang cầm này. Đó, chúng ta làm động tác cầm vẩy nhẹ vào đây cái, giả vờ biến nó thành màu xanh. Đó, thì bây giờ toàn bộ bài màu xanh hết, không có lá nào màu đỏ cả. Đó, thì đây là trò thuật, bộ bài ma thuật. Ok, cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn thành công.